năm, giờ cũng đã đám cưới rồi. Vậy mà mình còn chưa biết mặt nhau nữa. Nhưng một người Hà Nội, một người Sài Gòn, làm sao gặp đây? Nếu không muốn, người ta tìm lý do. Còn nếu muốn, người ta sẽ tìm cách. Triển khai luôn đi.
tạm đây đi. Tôi sẽ ngủ với bố. Đây là... bối cảnh mới của thể nữ đấy. Đẹp thiệt. Phải chi ở ngoài đời cũng được vui vẻ như trong thiền nữ thì hay ha. Thực ra để được đi Hà Nội, cách duy nhất mà Ngọc có thể làm là đồng ý với ba mẹ ra đây cho người ta coi mắt. Với nhau là tất cả, còn mình thì vụn vỡ. Thế giới thực tại ồn ào vẫn thấy cô đơn. Còn hai ta thì khác, chỉ nhìn thôi tim đã thấu. Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau, ngày và bóng tối chẳng còn khác. Có nơi nào yên bình được như em bên anh, hạt mưa bỗng hóa thành màu nỗi đau, trời như muốn khóc ngày mình mất nhau. Có bao nhiêu đó ngôn tình, có sao để xa mình ta. Chào cô ạ, con là Nghĩa. Mẹ. Anh thương em.
sao quá ngu ngốc bỏ lại mình em mà đối với nhau là tất cả. Còn mình thì vụn vỡ. Mày có xin nghỉ làm rồi. Thế giới thực tại.